Long Vũ, con trai nghệ sĩ Vân Dung nổi tiếng với vai Trải Đi Giữa Trời Rực Rỡ, có vai chính ở tuổi 23, biết nhảy hip hop, diễn hài. Long Vũ gây thích thú khi vào vai Trải, trai bản si tình trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn. Trải có tình cảm với Pu Ha Siri, tìm đủ cách hỏi cưới cô. Chuyện Trải theo đuổi Pu trở thành chủ đề được thảo luận nhiều, hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đạo diễn nhận xét Long Vũ thể hiện tròn vai thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, nhưng sâu bên trong là nỗi trống trải vì thiếu vắng tình thương của mẹ. Với Pu, cậu sẵn sàng dành mọi điều tốt nhất từ vật chất, tình cảm cho cô. Đối diện người xấu, Trải tỏ rõ bản lĩnh, thái độ nghiêm nghị. Diễn viên sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ảnh hưởng từ mẹ, Long Vũ thích nghệ thuật từ bé, được mẹ tạo điều kiện cho học đàn, học nhảy. Anh tham gia phong trào văn nghệ ở trường từ bé, thường đạo diễn, dàn dựng tiết mục, tiểu phẩm của các bạn trong lớp. Long Vũ nói không áp lực khi có mẹ là diễn viên nổi tiếng. Những ngày đầu đóng phim xa nhà, gặp khó khăn vì thời tiết xấu, anh được mẹ động viên. Tôi may mắn vì được chứng kiến nhiều khoảnh khắc mẹ lăn lộn với nghề. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi thường tự nhủ. Những chuyện này chưa là gì so với vất vả mà mẹ chịu đựng. Mình phải vượt qua. Long Vũ nói, anh tốt nghiệp đại học năm ngoái, nghệ sĩ Vân Dung cho biết không hỗ trợ để con tự bơi khi vào nghề. Long Vũ từng đi casting nhiều nhưng trượt liên tục. Có lần, anh buồn quá, về hỏi mẹ, mẹ ơi, sao con cứ trượt mãi vậy? Hay tại con xấu quá? Nghệ sĩ Vân Dung khi ấy khuyên con không nản lòng, nhìn vào tấm gương của mẹ. Suốt 4 năm đại học, các bạn cùng lớp đều đi đóng phim, riêng mẹ không ai mời. 4 năm sau ra trường cũng thế. Năm ngoái, Long Vũ vào vai Cương, chàng trai bản ngỗ ngược phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Anh nhớ khi casting phim, đạo diễn danh dự chỉ nhận xét. Mặt thằng này hài đấy, rồi cho về. Long Vũ đợi 2 tuần, chắc mầm mình lại trượt rồi, nhưng bất ngờ được gọi nhận vai. Diễn viên hạnh phúc vì đó là lần đầu được đóng một vai có tên. Long Vũ cho biết muốn gắn bó lâu dài nghề diễn, có thể vào một nhà hát để rèn luyện thêm về nghề. Tôi đã có 4 năm học trong trường nhưng khả năng thực chiến còn ít. Tôi không muốn đóng khung trong hình tượng cụ thể mà muốn thử sức nhiều dạng vai, tìm ra phiên bản tốt nhất của mình, diễn viên nói. Đi Giữa Trời Rực Rỡ là phim mới lên sóng giờ vàng VTV, với đề tài khá mới lạ là hành trình vượt khó và khẳng định bản thân của một cô gái người dân tộc Dao. Pu học giỏi nên luôn mong muốn được xuống thành phố học đại học. Có một công việc tốt chứ, nhưng Pu cũng rất xinh đẹp nên nhiều chàng trai bản để ý. Trong đó có Trải, thiếu gia giàu có Nhật Bản. Cạnh nhà giàu nên Trải không chịu học hành, mải chơi, lông bông và chỉ muốn tìm cách giữ Pu ở lại quê nhà, không cho cô xuống phố học tập. Trải còn xấu tính đến mức đốt giấy trúng tuyển đại học của Pu. Xem những tập đầu của Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nhiều người có thể thấy Trải nhìn quen quen. Bởi nam diễn viên trẻ Long Vũ, trước khi đóng vai Trải, đã từng là một chàng trai dân tộc khác. Ở phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Long Vũ cũng là một trai bản lêu lỏng, mải chơi không ai ưa nổi. Long Vũ chính là con trai của diễn viên Vân Dung, nhưng muốn tự mình tìm kiếm cơ hội, chứ không dựa vào danh tiếng hay các mối quan hệ của mẹ. Anh thường lặng lẽ đi thử vai, khi nào trúng vai mới khoe cho mẹ biết. Long Vũ cũng đã nhiều lần trượt mà không nản chí, và mãi bây giờ mới có vai chính đầu tiên. Long Vũ tiết lộ rằng anh cân nhắc nhiều trước khi nối nghiệp mẹ và không thấy áp lực vì cái danh con trai Vân Dung. Ngược lại, Long Vũ luôn tự hào về những gì mẹ mình đã làm được sau hàng chục năm qua. Còn nghệ sĩ Vân Dung cũng luôn động viên con đừng tủi thân khi bị so sánh với mẹ, vì mỗi người có một cách làm nghệ thuật riêng. Vân Dung thường dặn con trai phải hết mình với công việc, với vai diễn thì mới được khán giả nhớ đến. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Tiểu Sử Ngôi Sao. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé.